Đội bét bảng V-League trao thưởng cực khủng trước trận chung kết ngược. Câu lạc bộ Sài Gòn trao thưởng 2 tỷ đồng cho chiến thắng trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở chung kết ngược V-League 2022. Tối ngày 30 tháng 9, câu lạc bộ Sài Gòn sẽ đối đầu câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 17 V-League 2022 trên sân Thống Nhất. Đây được ví như trận chung kết ngược của mùa giải bởi hai đội bóng thành phố mang tên Bác đang đứng cuối bảng xếp hạng. Nếu phải nhận thêm một thất bại, Sài Gòn FC sẽ bị chính đối thủ nới rộng cách biệt và càng khó khăn trong cuộc đua chủ hạng. Chính bởi vậy, lãnh đạo đội bóng áo hồng đã trao thưởng 2 tỷ đồng nếu thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương giành chiến thắng. Đây là liều thuốc tinh thần cực mạnh, hứa hẹn giúp cầu thủ Sài Gòn FC chơi máu lửa hơn. Trước đó, cầu thủ Sài Gòn FC được thưởng 1,5 tỷ đồng cho trận thắng Hà Tĩnh tại vòng 10, 4 V-League 2022. Sau trận đấu này, thầy trò ông Phương hòa 2 trận liền với Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội. Ở diễn biến khác, hiện có thông tin đồn đoán dưới chủ Sài Gòn FC sẽ thưởng khủng nếu đội bóng áo hồng trụ hạng thành công. Con số này có thể lên tới 10 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần mức thưởng cho đội vô địch V-League 2022, 3 tỷ đồng. Theo lịch, trận derby giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC diễn ra lúc 19:15 tối nay.